Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho giây phút vừa rồi. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với nghi thức quan trọng nhất, đánh dấu bước trưởng thành của công ty. Công tố xin trân trọng được kính mời các vị khách danh dự cùng bước lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy theo tiêu chuẩn GMP ASEAN. Xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Linh Hương, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thái Hương. Xin được mời ông Nguyễn Văn Thái, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thái Hương. Xin mời ông Đào Xuân Hưởng, người sáng lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GMPC Việt Nam. Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Khu Công nghiệp Phú Nghĩa. Chị Nguyễn Thị Hồng Hà, chuyên viên phòng nghiệp vụ dược. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội. Mr. Andy, Giám đốc Kinh doanh Công ty Intercourse đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi một lần nữa xin mời tất cả quý vị, những vị khách quý danh dự, chúng ta sẽ vào vị trí cho nghi thức quan trọng nhất cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy theo tiêu chuẩn GMP ASEAN. Ngay sau đây, công tố xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cầm kéo. Tất cả quý vị phía dưới cùng với các quý vị, những vị khách danh dự trên sân khấu, chúng ta đếm đến 3 cho nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy theo tiêu chuẩn GMP ASEAN của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thái Hương. Chúng ta cùng hô vang ạ. 1, 2, 3, xin mời! Và thưa quý vị, vậy là công tố xin được tuyên bố kể từ giây phút này, nhà máy theo tiêu chuẩn GMP ASEAN của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thái Hương sẽ chính thức bước vào giai đoạn vận hành và phát triển. Chúc công ty sẽ tiếp tục cung ứng cho thị trường thật nhiều sản phẩm chất lượng và sẽ vươn xa hơn nữa trong tương lai. Chúng ta dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng lễ khánh thành nhà máy theo tiêu chuẩn GMP ASEAN.